tin tức chính trong ngày 5 tháng 4 hôm nay. Hơn 2 triệu liều vaccine sẽ đến Canada trong tuần này. Tỉnh bang PC ra mắt trang web đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến. Các bác sĩ hàng đầu ở Toronto, Peel, Ottawa kêu gọi chính phủ for thực hiện trở lại lệnh ở nhà. Vùng Peel đóng cửa các trường học trong 2 tuần chuyển sang học từ xa. Bệnh nhân COVID-19 tại Quebec tử vong sau khi oxy vô tình bị cắt. SaskTel đầu tư 323 triệu đô la vào việc nâng cấp các dịch vụ ở Saskatchewan cho năm 2021 và 2022. Gần 200 người được bất ngờ tiêm chủng ở Hawaii để không lãng phí vaccine COVID-19. Camera tự động chụp xe chạy quá vận tốc sắp có mặt tại Mississauga. Và trong bản tin quốc tế, Putin ký luật cho phép ông phục vụ thêm hai nhiệm kỳ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cam kết hợp tác quốc tế, kêu gọi mức thuế toàn cầu tối thiểu. Các nhà khoa học cảnh báo mùa hoa anh đào sớm nhất trong 1.200 năm tại Nhật là một triệu chứng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn các bạn đã đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Hơn 2 triệu liều vaccine trên đường đến Canada trong tuần này, trong khi các biến thể COVID-19 đang lây lan. Có hơn 2 triệu liều vaccine trên đường đến Canada trong tuần này khi đất nước đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan như lửa bỏng của biến thể COVID-19. Lô hàng bao gồm 316.800 liều vaccine Oxford-AstraZeneca từ tổ chức chia sẻ vaccine toàn cầu, đó là tổ chức COVAX. Canada đã đóng góp 440 triệu cho COVAX, một nửa để đảm bảo tối đa 15 triệu liều vaccine cho Canada và một nửa mua vaccine cho các nước nghèo hơn không đủ khả năng mua vaccine. Ngoài nguồn cung cấp từ COVAX, Canada sẽ nhận được 1 triệu lẻ 19.070 liều vaccine pfizer biotech và 855.600 liều vaccine Moderna trong 7 ngày tới. Tổng cộng là có gần 2,2 triệu liều, sau mức cao nhất là hơn 3 triệu liều vào tuần trước. Tính đến cuối quý đầu tiên, Canada đã nhận được tổng cộng 9,5 triệu liều vượt quá 6 triệu liều mà chính phủ liên bang hứa vào lúc ban đầu, mặc dù sự gián đoạn sản xuất khiến cho nguồn cung cấp vaccine chậm lại vào tháng 2 và đầu tháng 3. Trong quý 2, Canada dự kiến sẽ nhận được ít nhất 1 triệu liều vaccine Pfizer mỗi tuần cho đến cuối tháng 5. Con số này sẽ tăng lên 2 triệu một tuần vào tháng 6. Canada đang trên đà nhận được tổng cộng 44 triệu liều vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca trước ngày quốc khánh Canada chính phủ liên bang hứa rằng mọi người Canada muốn được tiêm chủng COVID-19 sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9. Tỉnh bang PC ra mắt trang web đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến. Trang mạng Get Vaccinated của chính phủ PC hiện đã hoạt động và những người dân ở British Columbia đủ điều kiện sẽ có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 thông qua trang web bắt đầu từ ngày thứ ba. Bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ ba ngày 6 tháng 4, những người sinh năm 1950 trở về trước, tức là 71 tuổi trở lên, người bản địa từ 18 tuổi trở lên và những người bệnh yếu về mặt lâm sàng sẽ sớm nhận được thơ mời đặt hẹn và có thể sử dụng hệ thống đặt hẹn trang web. Quý vị có 3 bước cần phải làm. Người dân British Columbia đủ điều kiện trước tiên phải đăng ký và nhận mã xác nhận. Khi nhận được email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại thông báo rằng bạn đủ điều kiện để đặt hẹn thì có thể đặt lịch hẹn. Và bước cuối cùng là đến cơ quan tiêm chủng và tiêm phòng. Cổng thông tin web chỉ dành cho chương trình dựa trên độ tuổi với vaccine Moderna và Pfizer. Những ai gặp khó khăn khi đặt lực hẹn trực tuyến có thể gọi 1-833-838-2323 hoặc gặp trực tiếp tại một địa điểm tại Service PC. Quý vị tại British Columbia có thể kiểm tra trang web thường xuyên để biết khi nào là thời gian đăng ký của mình các quan chức lo ngại trang web có thể bị quá tải khi mở vào ngày thứ ba. Họ yêu cầu người dân British Columbia đợi cho đến khi nhóm tuổi của họ được gọi để đăng ký để giữ cho trang mạng được hoạt động một cách trôi chảy. Được biết, trang mạng đặt hẹn trực tuyến vừa nói ở trên tách biệt với chương trình vaccine Oxford-AstraZeneca. Những người từ 55 đến 65 tuổi ở Lower Mainland tiếp tục đủ điều kiện đặt lịch hẹn để nhận vaccine AstraZeneca tại các hiệu thuốc tham gia chương trình chích vaccine. Chương trình sẽ được mở rộng trong tuần này để bao gồm các cộng đồng khác tại PC. Vào cuối tuần này, tỉnh bang phối hợp với Hiệp hội Dược phẩm PC sẽ mở rộng chương trình cho 55 đến 65 tuổi ở Dawson Creek, Fort St. John, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Passville, Prince George, Cornell, Terence, Vernon và Victoria. Thông tin của tỉnh cho biết, gần 770.000 người dân British Columbia đủ điều kiện đã nhận được liều vaccine đầu tiên và có hơn 87.000 người đã được tiêm liều thứ hai. Thị trưởng Toronto ủng hộ ngày nghỉ bệnh được trả lương Thị trưởng Toronto, ông John Terry kêu gọi chính quyền liên bang và tỉnh bang cùng làm việc để cải thiện chương trình ngày nghỉ bệnh có lương để giúp người lao động ở nhà và cách ly. Ông nói, khi mọi người có ngày nghỉ bệnh được trả lương, 94% tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng. Khi họ không được vậy, chỉ có một nửa tuân thủ mà thôi. Đó không phải là lỗi của họ. Thị trưởng Tory cho biết mọi người không nên sợ đi xét nghiệm, tiêm chủng hoặc ở nhà khi họ bị bệnh vì sợ thiếu tiền lương. Tuyên bố này được lặp lại bởi Tiến sĩ Alinda Villa, cán bộ y tế Toronto, bà nói rằng nghỉ bệnh có lương là một phần không thể thiếu của phản ứng đại dịch. Thị trưởng Tory cũng cho biết thành phố đang lên kế hoạch tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao tại nơi họ làm việc. Ông cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm các đơn vị tiêm chủng lưu động đã được sử dụng ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, chính phủ Ontario cho biết họ sẽ không thiết lập chương trình nghỉ bệnh có lương, vốn đã do chính phủ liên bang điều hành. Ngày hôm nay, phòng khám Hanger ở North York đã mở cửa hết công suất và có thể tiêm chủng cho 1.810 mỗi ngày tùy thuộc vào nguồn cung các trạm y tế sẽ hoạt động 7 ngày một tuần, từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Người dân 55 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine thông qua chương trình tại hiệu thuốc của tỉnh. Vùng Peel đóng cửa các trường học trong 2 tuần, chuyển sang học từ xa. Các trường học tại Brampton, Caledon và Mississauga sẽ đóng cửa trong 2 tuần tới, sau khi cơ quan y tế công cộng Peel ban hành lệnh dựa trên mục 22 theo đạo luật xúc tiến và bảo vệ sức khỏe Ontario theo lệnh này thì việc học từ xa sẽ bắt đầu từ 12 giờ 01 phút sáng ngày thứ ba và kéo dài ít nhất cho đến ngày 18 tháng 4, tùy theo tình hình có cần thiết hay không mà các quyết định này sẽ được gia hạn. Theo tuyên bố, việc đóng cửa này sẽ cho phép học sinh và nhân viên tránh xa trường học ít nhất 2 tuần để phá vỡ bất kỳ chuỗi lây truyền nào và bảo vệ học sinh khỏi bị lây nhiễm. Tất cả các hội trại mùa xuân của kỳ nghỉ tháng 4 dành cho trẻ em trong độ tuổi đi học sẽ bị hủy bỏ. Quyết định của vùng Peel được đưa ra sau khi suy đoán về khả năng có thể trở lại học tập từ xa trong toàn tỉnh, với một số hội đồng trường học thúc giục học sinh và giáo viên mang tài liệu học tập về nhà trước kỳ nghỉ lễ phục sinh để đề phòng. Quyết định đóng cửa trường học của Peel trái ngược với quyết định của thủ khiến Dodd Ford về việc giữ cho trường học mở cửa trên toàn tỉnh. Nói rằng việc đóng cửa các trường học này sẽ có hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em các chương trình giữ trẻ được cấp phép sẽ vẫn mở cửa cho trẻ em dưới 6 tuổi không tham gia các chương trình của trường học. Tính đến tối ngày 5 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 6.536 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 Canada lên tới mức 1 triệu 13.513 ca. Trong số đó có 57.701 ca còn bệnh, 932.528 ca phục hồi, số ca tử vong là 23.118 ca. Các nhân viên y tế Toronto, Peel và Ottawa đã hợp lực thúc giục tỉnh bang Ontario ban hành lệnh ở nhà trong toàn bộ tỉnh và tăng cường các biện pháp khẩn cấp. Trong một bức thư gửi cho tiến sĩ David Williams, giám đốc y tế của tỉnh, ba người đứng đầu trong khu vực nói rằng các biện pháp hiện tại sẽ không đủ để giảm tỷ lệ lây truyền các biến chủng COVID-19. Tại Ontario, hôm thứ hai ghi nhận 2.938 ca COVID-19 mới và 3.041 ca vào ngày chủ nhật và có 22 ca tử vong. Số ca nhập viện là 942 ca, 494 người trong ICU. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elliott, có tới 906 ca mới ở Toronto, 533 ca ở vùng Peel, 391 ở vùng York, 203 ca ở Ottawa và 104 ở Durham tỉnh Ontario đã tiêm 2 triệu 545.640 liều vaccine. Trong đó có 322.197 người được tiêm chủng đầy đủ 2 liều. Một số chuyên gia y tế trong tỉnh bang thúc giục thay đổi các ưu tiên tiêm chủng từ những người Canada lớn tuổi sang những người lao động thiết yếu. Chuyển sang tỉnh bang Quebec. Quebec báo cáo 1.252 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 4 ca tử vong vào ngày thứ hai. Số ca nhập viện là 503 ca, với 123 ca được chăm sóc đặc biệt. Các hạn chế về COVID-19 mới sẽ có hiệu lực ở Quebec vào tối thứ hai khi tỉnh đối phó với số ca COVID-19 gia tăng liên quan đến biến thể dễ lây lan hơn. Lệnh giới nghiêm sẽ đổi từ 9 giờ 30 tối thành 8 giờ tại nhiều thành phố lớn đông dân cư tại Quebec. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ tối ngày thứ hai, cũng như các phòng ăn của nhà hàng. Các trường học cũng sẽ phải đóng cửa. Các biện pháp này sẽ được thực hiện cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 4. Chính phủ Quebec đã áp đặt các hạn chế tương tự đối với ba thành phố khác vào tuần trước, bao gồm thành phố Quebec và Gatineau. Chuyển sang British Columbia Tỉnh bang PC báo cáo có 999 ca COVID-19 mới vào ngày Chủ nhật và 890 ca vào ngày thứ hai, nâng tổng số ca lên tới 1.889 ca trong hai ngày qua. 23 người khác đã chết từ thứ năm tuần trước số bệnh nhân nhập viện là 318 người, trong đó 96 người đang điều trị tích cực. 916 ca từ các biến thể đáng lo ngại đã được xác nhận kể từ hôm thứ Năm. Cho đến nay, tổng cộng là 3.559 ca. Tỉnh bang Alberta báo cáo 887 ca COVID-19 mới, bao gồm 432 ca liên quan đến các biến thể dễ lây lan hơn và 4 ca tử vong. Các biến thể này hiện chiếm tới 39,2% các ca đang bệnh trong tỉnh. Các quan chức y tế công cộng đang điều tra hai đợt bùng phát tại nơi làm việc liên quan đến biến thể B1. Một đợt bùng phát liên quan đến ba địa điểm làm việc ở khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi một ổ dịch khác liên quan đến nơi làm việc ở khu vực Calgary. Tại các tỉnh đồng bằng Perry khác, Manitoba báo cáo có 135 ca mới và thêm 2 ca tử vong. Tại Saskatchewan, các quan chức y tế đã báo cáo 219 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm một ca tử vong. Tỉnh sẽ công bố ngân sách vào ngày thứ ba và cảnh báo rằng tỉnh đang ở trong một tình thế khó khăn do chi tiêu đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Tại khu vực Đại Tây Dương, Canada, Nova Scotia báo cáo 3 ca COVID-19 mới vào ngày thứ hai. Tại New Brunswick, các quan chức y tế đã báo cáo 10 ca nhiễm COVID-19 mới, tỉnh cho biết có 14 bệnh nhân nhập viện vì căn bệnh này, trong đó có 8 người đang được chăm sóc đặc biệt. Cập nhật được đưa ra một ngày sau khi các quan chức y tế cho biết một bệnh viện ở Tây Bắc, New Brunswick, sắp sửa hết khả năng phục vụ bệnh nhân chăm sóc cấp tính. Các quan chức y tế ở vùng lãnh thổ Tây Bắc cho biết một người đã nhiễm COVID-19 gần đây do du lịch quốc tế. Văn phòng Giám đốc Y tế Công Cộng cho biết người này và ba người có liên quan khác đang tự cách ly không có ca mới nào được báo cáo ở Nunavut và Yukon. Một bệnh nhân COVID-19 tại Quebec tử vong sau khi oxy vô tình bị cắt Quá phụ của một người đàn ông qua đời sau khi ông bị thiếu oxy tại một bệnh viện phía Nam Montreal vào mùa hè năm ngoái, cho biết những câu hỏi xung quanh cái chết của ông khiến cho sự đau buồn của gia quyến trở nên trầm trọng hơn. Murray LeBlanc, 71 tuổi, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hồi tháng 5 tại Charlemagne ở Lungel, vào sáng ngày 5 tháng 6, Lơ và 8 bệnh nhân COVID-19 khác vô tình bị cắt oxy trong gần một phút, khiến cho bác sĩ và y tá phải tán loạn để cứu sống họ. Cơ quan y tế địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi mạng lưới y tế đang được sửa chữa. Tại khu vực điều trị bệnh hô hấp, các y tá và bác sĩ đã nhanh chóng nối lại mặt nạ dưỡng khí hoặc ống thông mũi cho bệnh nhân, nhưng đã quá muộn đối với ông Leblanc. Người phát ngôn của ban y tế Martin Lesage cho biết, 8 bệnh nhân đã trở lại tình trạng ban đầu và điều đó không làm tăng thời gian họ phải nằm ở bệnh viện. Thật không may, ông LeBlanc đã qua đời vì sức khỏe của ông không thể duy trì được trong tình trạng thiếu oxy. Bà nghị tế cho rằng vụ việc này là lỗi do con người. Ông LeBlanc đã hôn mê 3 tuần trước khi qua đời sau khi nhập viện vì bệnh viêm phổi. Một báo cáo của nhân viên điều tra cho biết ông có kết quả dương tính với COVID-19. Được biết, bệnh viện đã đưa ra các khuyến nghị để ngăn chặn sự cố tái diễn. Công ty Saxtel đầu tư gần 323 triệu đô la vào việc nâng cấp các dịch vụ ở Saskatchewan cho năm 2021-2022. Saxtel sẽ đầu tư gần 323 triệu đô la vào Saskatchewan cho giai đoạn 2021-2022 và hơn 1,4 tỷ đô la trong 5 năm tới. Công ty này cung cấp cho cư dân trong tỉnh các dịch vụ không dây, truyền hình, internet, dữ liệu và hỗ trợ kinh doanh. Trong số tiền đó, 85,8 triệu đô la là dành cho chương trình Fiber to the X gọi tắt là FTTX. 95,9 triệu đô la là dành cho các cải tiến mạng không dây. 75,4 triệu đô la là cho việc phát triển và cải tiến mạng có dây và 66,1 triệu đô là để cải tiến các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ khách hàng. Don Morgan, Bộ trưởng phụ trách Saxony cho biết, cơ sở hạ tầng băng thông rộng được cải thiện và mở rộng phạm vi phủ sóng là rất quan trọng đối với sự thành công của các gia đình và của các doanh nghiệp tại Saskatchewan, đồng thời là ưu tiên của chính phủ. Gần 200 người được bất ngờ tiêm chủng ở Hedegwai để không lãng phí vaccine COVID-19. Ông Chris Asus đang đi tìm một con chó bị lạc ở phía đông, Massas trên Hedegwai, vào một buổi tối cuối tháng 3 thì một chiếc xe tải lao tới và có người hét lên từ trong xe. Dây chuyền lạnh trong xe bị hư, hãy tiêm vaccine ngay. Asset 47 tuổi nói đó có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Khi ông về nhà để đón vợ Ellen và lái xe đến Massachusetts, điện thoại của ông sáng lên với tin nhắn cho biết hệ thống làm lạnh cho vaccine COVID-19 đã bị hư tại phòng khám địa phương. Điều đó có nghĩa là một lô vaccine sẽ sớm trở nên vô dụng và cần được sử dụng nhanh chóng nhân viên tại bệnh viện Bắc Hedawai đã đưa ra lời kêu gọi tới cộng đồng trong vùng xung quanh Masset, chủ yếu là quà tin nhắn, yêu cầu họ đến phòng khám càng nhanh càng tốt để nhận được vaccine trước khi tất cả các vaccine bị hư. Người phát ngôn của Northern Health, Erin Collins, cho biết 182 người đã được tiêm vaccine vào đêm hôm đó và không một liều vaccine nào bị lãng phí. Mọi người đứng xếp hàng tại phòng khám từ đầu giờ sáng hôm sau. Colin cho biết sự cố trong dây truyền lạnh là do lõi con người khi cửa tủ đông tại phòng khám không được đóng đúng cách. Chúng tôi xin nói thêm là Hidakwai là vùng lãnh thổ Canada nằm ngoài khơi phía phía tây tỉnh bang British Columbia và phía nam Alaska. Rốt cuộc đã tới lúc camera tự động chụp xe chạy quá vận tốc có mặt tại Mississauga. Các biển báo đã được dựng lên ở hai khu vực tại Mississauga để cho mọi người biết camera tự động chụp xe chạy quá vận tốc sẽ được lắp đặt trong những tháng tới. Bản tin cho hay các camera tự động này sẽ được lắp đặt tại đường Morningstar Drive giữa Lancaster và Nathan Wood và Sawmill Valley Drive giữa Fort Way và Cross Venner. Ngoài ra, hai camera tự động chụp xe chạy quá vận tốc sẽ luân phiên đến các địa điểm mới hàng tháng để giúp người dân giảm tốc độ trên toàn thành phố. Bốn địa điểm camera tự động chụp xe chạy quá vận tốc tiếp theo là War 4 Mississauga Valley Boulevard, War 6 Whitehorn Avenue tại War 3 Cedar Creek Drive và War 11 Old Dairy Road. Quý vị có thể theo dõi vị trí của các camera trên trang web của thành phố Mississauga. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới Tính đến cuối giờ, chiều ngày thứ Hai, hơn 131,5 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu đã hơn 2,8 triệu người. Tại Mỹ, bắt đầu từ thứ hai, bất kỳ người lớn nào tại Florida đều có thể nhận vaccine COVID-19. Ngoài ra, tiểu bang cũng thông báo rằng thanh thiếu niên từ 16 tới 17 tuổi cũng có thể tiêm vaccine này với sự cho phép của cha mẹ. Johnson Johnson tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự nhầm lẫn nguyên vật liệu vaccine tại một cơ sở ở Baltimore. Công ty cho biết họ đang bổ sung các nhà lãnh đạo về hoạt động và kiểm soát chất lượng cho nhà máy ở Emergent Biosolutions để giám sát hoạt động của di truyền vaccine. Johnson Johnson đã giao khoảng 20 triệu liều từ một nhà máy khác cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ và cho biết họ dự kiến sẽ giao thêm khoảng 80 triệu vào cuối tháng 5. Trong khi đó, ở Argentina, Tổng thống nước này, ông Alberto Fernandez đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với coronavirus hơn 2 tháng sau khi nhận được Sputnik V do Nga sản xuất. Trong một loạt các dòng thuyết được đăng vào tối ngày thứ Sáu, ngày sinh nhật của ông, Tổng thống Argentina cho biết một cơn sốt và đau đầu nhẹ đã khiến cho ông phải đi kiểm tra. Argentina là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên phân phối vaccine Sputnik V vào cuối tháng 12 với số lượng mua lên tới 25 triệu liều. Tổng thống Fernandez nhận được liều vaccine đầu tiên vào ngày 21 tháng Giêng và lần thứ hai là vào tháng 2. Tại châu Âu hôm thứ Hai, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết chính phủ của ông hy vọng rằng các chuyến du lịch quốc tế không thiết yếu sẽ bắt đầu lại từ ngày 17 tháng 5, nhưng không muốn đánh giá thấp số trường hợp COVID-19 ngày càng gia tăng ở các nơi khác. Ông cho biết một lực lượng đặc biệt sẽ báo cáo vào cuối tuần này để đề ra kế hoạch mà ông cho là hợp lý. Bộ Y tế Pháp cảnh báo số lượng bệnh nhân COVID-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của nước này có thể lên tới mức đã thấy trong cuộc khủng hoảng một năm trước. Con số bệnh nhân tại ICU đã vượt qua con số ghi nhận vào tháng 11. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, chính phủ Philippines đã gia hạn lệnh khóa cửa thêm một tuần nữa sau khi tình trạng nhiễm coronavirus tăng đột biến đáng báo động và gây quá tải cho nhiều bệnh viện. Ấn Độ báo cáo mức tăng đột biến lớn nhất trong một ngày về các ca nhiễm coronavirus từ khi đại dịch bắt đầu. Bộ y tế hôm thứ hai đã báo cáo 103.558 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Tổng thống Putin ký luật cho phép ông phục vụ thêm hai nhiệm kỳ nữa. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ hai đã ký một đạo luật cho phép ông có khả năng nắm giữ quyền lực cho đến năm 2036. Một động thái chính thức hóa những thay đổi hiến pháp vốn được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu vào năm ngoái. Cuộc bỏ phiếu hiến pháp vào ngày 1 tháng 7 bao gồm một điều khoản đặt lại các giới hạn nhiệm kỳ của Tổng thống Putin, cho phép ông ra tranh cử Tổng thống thêm hai lần nữa. Sự thay đổi được đóng dấu bởi cơ quan pháp luật do Điện Kremlin kiểm soát và luật này đã được đăng vào hôm thứ Hai trên một cổng thông tin pháp lý chính thức. Tổng thống Nga, 68 tuổi, đã nắm quyền hơn hai thập kỷ, lâu hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Điện Kremlin nào khác. Kể từ thời nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Putin cho biết Lúc đó ông sẽ quyết định xem có tái tranh cử vào năm 2024 hay không, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông là 6 năm kết thúc. Ông lập luận rằng việc đặt lại số lượng tối đa của nhiệm kỳ là cần thiết để giữ cho các trung quý của mình tập trung vào công việc thay vì là phải tìm kiếm người kế nhiệm. Các sửa đổi hiến pháp cũng nhấn mạnh tính ưu việt của luật pháp Nga so với các chuẩn mực quốc tế, cấm hôn nhân đồng giới và đề cập niềm tin vào Chúa như một giá trị cốt lõi gần 78% cử tri đã chấp thuận các sửa đổi hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần và kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 68%. Phe đối lập chỉ trích cuộc bỏ phiếu cho rằng nó đã bị hoang ố bởi áp lực đối với cử tri và những bất thường khác cũng như sự thiếu minh bạch và rào cản cản trở hoạt động giám sát độc lập. Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cam kết hợp tác quốc tế kêu gọi mức thuế toàn cầu tối thiểu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm thứ Hai, bà đang làm việc với các nước G20 để thống nhất về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu và cam kết rằng việc khôi phục vai trò lãnh đạo đa phương của Hoa Kỳ sẽ củng cố nền kinh tế toàn cầu và thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Trong một bài phát biểu trước Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã báo hiệu sự tham gia mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ vào các vấn đề biến đổi khí hậu, nhân quyền đến xói mòn của cơ sở thuế. Mức thuế tối thiểu toàn cầu là trụ cột chính trong kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden. Trong đó, ông kêu gọi, trong đó, ông kêu gọi tăng thế suất doanh nghiệp của Hoa Kỳ lên 28%, trong khi loại bỏ một số khoản khấu trừ liên quan đến lợi nhuận ở nước ngoài. Các chuyên gia thuế nhận định rằng, nếu không có mức thuế tối thiểu toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ có mức thuế suất cao hơn so với một số nền kinh tế khác, trong khi đề xuất của Hoa Kỳ có thể giúp khởi động lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thuế giữa các nền kinh tế lớn. Bộ trưởng Giao Linh cũng cho biết bà sẽ sử dụng các cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới trong tuần này để thúc đẩy các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu, cải thiện khả năng tiếp cận vaccine cho các nước nghèo và thúc đẩy các nước làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch coronavirus. Cách tiếp cận của bà đánh dấu sự tương phản rõ rệt đối với cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của người tiền nhiệm dưới chính quyền Trump, ông Stephen Mnuchin. Bà đã ủng hộ việc tăng 650 tỷ đô la giữ trữ tiền tệ của IMF mà Mnuchin đã phản đối vào năm ngoái. Đồng thời cho biết bà sẽ làm việc với các tổ chức và đối tác quốc tế về mục tiêu giảm phát thải carbon. Bà giao lên cho biết điều quan trọng là phải chống dứt áp lực cạnh tranh thuế và bảo đảm các chính phủ có hệ thống thuế ổn định để tăng đủ nguồn thu từ các mặt hàng công thiết yếu và ứng phó với khủng hoảng, và rằng mỗi công dân đều chia sẻ một cách công bằng gánh nặng tài chánh của chính phủ. Bà cũng cho biết chính quyền Biden sẽ bảo vệ nhân quyền và nói thêm rằng mối quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ với Trung Quốc sẽ cạnh tranh, hợp tác và đối đầu khi cần thiết. Các nhà khoa học cảnh báo mùa hoa anh đào sớm nhất trong 1.200 năm tại Nhật Bản – là một triệu chứng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Nghĩ đến Nhật Bản vào mùa xuân là nghĩ đến hoa anh đào, còn được gọi là Sakura. Những bông hoa trải qua thời kỳ nở rộ đỉnh điểm chỉ kéo dài vài ngày đã được tôn sùng ở Nhật Bản trong hơn 1.000 năm. Nhưng năm nay, mùa hoa anh đào đã đến và tàn nhanh chóng. Đây là một trong những mùa hoa nở sớm nhất được ghi nhận các nhà khoa học cảnh báo đó là triệu chứng của cuộc khủng hoảng khí hậu lớn hơn đang đe dọa hệ sinh thái ở khắp mọi nơi. Yasuyuki Aono, một nhà nghiên cứu tại Đại học Osaka Prefecture, người đã thu thập các dữ liệu của Kyoto từ năm 812 sau công nguyên, cho biết tại trung tâm thành phố Kyoto, hoa anh đào nở rộ vào ngày 26 tháng 3, sớm nhất trong hơn 1.200 năm. Và tại thủ đô Tokyo, hoa anh đào nở vào ngày 22 tháng 3, ngày sớm thứ hai được ghi nhận. Ngày nở hoa thay đổi hàng năm tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm thời tiết và lượng mưa, nhưng xu hướng chung là càng ngày càng sớm hơn. Theo dữ liệu của nhà nghiên cứu Aono ở Kyoto, ngày nở hoa dao động từ giữa tháng 4 trong nhiều thế kỷ nhưng bắt đầu chuyển sang đầu tháng 4 trong những năm 1980 và chỉ lùi vào cuối tháng 3 ở một số ít thời điểm trong lịch sử. Các mùa trong năm nay ảnh hưởng đặc biệt đến ngày nở hoa. Mùa đông rất lạnh nhưng mùa xuân đến nhanh và ấm áp lạ thường nên chồi non đã nở rộ. Người ta cho là có hai lý do cho nguồn nhiệt tăng lên, vốn là nguyên nhân chính của hoa nở sớm hơn. Đó là đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Sự gia tăng đô thị hóa, các thành phố có xu hướng ấm áp hơn so với khu vực nông thôn xung quanh, được gọi là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, heat island effect nhưng một lý do lớn hơn là biến đổi khí hậu đã khiến cho nhiệt độ trong khu vực và trên thế giới tăng cao. Sự thay đổi này không chỉ giới hạn ở Nhật Bản, những bông hoa anh đào tại Tidal Basin ở Washington DC cũng đã nở sớm hơn. Theo cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, ngày nở rộ cao điểm của hoa anh đào ở Washington DC đã chuyển từ ngày 5 tháng 4 trở thành ngày 31 tháng 3. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng Canada bằng 0,7984 Mỹ Kim và 0,6765 euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, một đồng Canada bằng 18.409 đồng Việt Nam. Giá vàng đạt mức 1.728,44 đô la Mỹ cho một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada vào ngày 5 tháng 4 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video kế tiếp mà chúng tôi phát hành. Một điều đáng chú ý là kênh Culture Channel có nhiều video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón xem. Và hãy xin giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn biết được bản tin tức hàng ngày của chúng tôi, cũng như để chương trình có thể tiếp tục ban biên tập chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến xây dựng đóng góp của quý vị chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt